Thưa quý vị và các bạn, nếu như những năm trước, những ngày giáp Tết là thời điểm cúc dược liệu ở Nghĩa Trài, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên vào kỳ nở rộ. Sắc vàng bao phủ cả cánh đồng, nhà nhà thu hoạch, không khí mùa xuân tràn ngập thôn xóm, thì năm nay việc thu hái không rộn ràng như mọi năm vì trời mưa khiến cho hoa trượt giá. Cúc ở Nghĩa Trai được trồng từ tháng 6 cho đến tháng 8 âm lịch, thu hoạch vào tháng 1 tháng chạp âm lịch. Nếu chăm sóc tốt, thời tiết thuận lợi, ra Tết vẫn còn được thu hái. Năm nay thời tiết mưa rét, bông hoa không nở bung hết mà lại bị lép và màu xám lại. Năm nay vào đúng vụ thu hoạch thì mưa triền miên nên hầu hết các hộ thất thu. Năm ngoái giá cúc tươi dao động từ 30 cho đến 40 nghìn một cân thì năm nay bán chỉ được từ 15 cho đến 20 nghìn. Còn tại Đà Lạt hơn 2 tuần nữa mới tới Tết Nguyên đán, nhưng nhiều diện tích hoa tại Đà Lạt Lâm Đồng đã bung nở rộ khiến cho nhà vườn có nguy cơ thua lỗ mùa hoa Tết. Theo các hộ trồng hoa tại Thái Phiên, vùng chuyên canh hoa lớn nhất Đà Lạt, thì những tháng cuối năm 2015, thời tiết không lạnh như những năm trước, trời nắng, nóng, bất thường, lại xuất hiện mưa lớn trái mùa, khiến cho nhà vườn không thể kiểm soát sự phát triển của các loại hoa trồng bán Tết. Một số hộ trồng cát tường tại phường 12, thành phố Đà Lạt cho hay, 80% diện tích hoa đã bung nở. Theo ước tính của những người trồng hoa ở phường 12, đến thời điểm này thì đã có 30% diện tích hoa ly nở sớm. Ngoài ra khoảng 10% diện tích hoa cúc cũng đã nở trước Tết.